Lương đồng nướng ngon chưa mọi người, nướng này nó chín là nó bung 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 cái da lên nè, thơm. Ừ, nó thơm quá mọi người, thơm quá, nứt mũi à, nứt mũi luôn á mọi người. Chín rồi sao rồi? Cho rút ra. Chín chưa? Cho vàng tí đi. Thấy chưa? Quá ngon luôn. Toàn ăn món đồng không à. Đây quá, con Lương để cái dĩa mà để không hết luôn nè. Kìa. Ngon quá. Ngon quá. Hay, con Lương của mình đã chín rồi, rất là vàng luôn. Con Lương bự dữ vậy? Như cá rô nè, cá rô nướng mồi 200 gram, 200 gram đó chứ để ấy không dò dò dò. Con Lương nè, con Lương nướng nè. Ăn xong Lương nó xỉn không? Lương chào bá. Xỉn mồi. Xỉn mồi. Không chấm gì vậy hả? Ăn thử Lương ngọt không? Dạ lột thì ăn luôn đi, con ăn có ai đâu ăn. Chín nào con lấy chín nào? Chín chà. Rồi gõ rau đâu, con lấy ăn luôn. Chấm với muối ớt chanh. Thịt không ha. Lương đồng mà. Thế hay ăn không? nhìn thích kia nha. Ngon cả nhà ơi. Chú chấm mấy nè, muối chanh nè. Lương ngọt quá. Lương đồng mà. Bốn con mũi luôn nè. Nhìn thấy ăn mắt thèm vậy. Không chấm muối chanh vậy chứ. Cay quá. Con chó ăn lương được không? Được. Cho nó cái xương đi. Tao cạp hết thịt rồi, giờ tao cho mày đi. Mày. Nó không thèm ăn nữa. Nè, mới ăn lương có nhiều máu ghê luôn á. Nó mũi cắn luôn rồi. Nó chê thế vậy á. À, cạp hết rồi, cậu xương xong nó ăn vậy. Rồi tha đi à. Cậu
vậy á, vậy con. Hết rồi. Hết rồi. Ngon quá. Còn có cái đen cỏ.